Sau Hoa ngữ và những cuộc hôn nhân đổ vỡ vì lỗi tại bản thân. Giả Nãi Lượng vì tin em trai kết nghĩa mà bị phản bội. Có thể nói điển hình cho câu nói trên chính là trường hợp của Giả Nãi Lượng. Vì cho rằng đàn em PGOne và bà xã Lý Tiểu Lộ chỉ là mối quan hệ bạn bè đơn thuần, chị dâu em trai, mà không hay biết rằng mình đã bị cắm sừng từ lâu. Đầu năm 2018, cả làng giải trí chấn động khi Lý Tiểu Lộ bị bắt gặp qua đêm tại nhà của PGOne. Chuyện chắc sẽ không có gì đáng nói nếu như Giả Nãi Lượng không livestream trực tiếp hình ảnh tại nhà và khẳng định rằng vợ đi làm tóc khi có fan hỏi Lý Tiểu Lộ đi đâu. Đặc biệt sau đó không lâu, trên diễn đàn mạng còn đăng tải hình ảnh Lý Tiểu Lộ và PGOne ân ái bên nhau nhưng những cặp tình nhân thật sự. Dù bằng chứng đã rõ ràng nhưng Giả Nãi Lượng lại phủ nhận mọi chuyện. Anh lên tiếng bên vực Lý Tiểu Lộ và khẳng định tình anh em với PGOne. Thậm chí, chính nam tài tử nổi tiếng còn chia sẻ lên trang cá nhân rằng vợ mình là người trong sạch nhưng lại xóa dòng trạng thái này sau đó không lâu. Hiện tại dù đã gần 2 tuần trôi qua nhưng scandal phản bội của Lý Tiểu Lộ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cô bị người đời chỉ trích vì làm xấu hình ảnh của người phụ nữ. Người ta thương cảm cho Giả Nãi Lượng khi anh dành quá nhiều tình yêu cho bà xã nhưng lại chẳng nhận được bao nhiêu. Đối với chuyện vợ ngoại tình, Giả Nãi Lượng chỉ buồn phiền chia sẻ: có lẽ anh chưa đủ tốt. Vương Bảo Cường vì tin bạn thân đánh mất gia đình. Vụ ngoại tình của Mã Dung, bà xã của Vương Bảo Cường và quản lý anh Tống Hy, chấn động làng giải trí năm 2016. Điều đau lòng nhất đối với anh chính là người bạn thân kiêm quản lý và cô vợ anh rất mực yêu thương đã lừa dối anh. Bắc Giang, vợ ngủ với quản lý trong khách sạn. Vương Bảo Cường bàng hoàng biết được cả hai đã quay lại sau lưng anh từ khá lâu. Thậm chí Mã Dung và Tống Hy còn tẩu tán khá nhiều tài sản của nam tài tử sang cho mình mà anh không hay biết. Sau khi bị phanh phui, Mã Dung còn chỉ trích Vương Bảo Cường và đòi kiện cáo anh khi tung ảnh và tin nhắn cá nhân trên mặt báo khiến cô bị người đời chửi bới. Mã Dung nhanh chóng trở thành con ghẻ trong mắt công chúng. Cô bị cho là đánh mất hình ảnh người phụ nữ. Năm 2017, Mã Dung và Vương Bảo Cường ly hôn. Mã Dung trốn ra nước ngoài để tránh bị dư luận chỉ trích. Cuối năm ngoái, cô đưa các con trở về Trung Quốc. Cùng thời điểm này, quản lý Tống Hy bị lộ chuyện, dùng danh tiếng của Vương Bảo Cường để lừa dối nhiều cô gái muốn trở thành diễn viên. Scandal tai tiếng của Vương Bảo Cường, Mã Dung, Tống Hy ầm ĩ trên các báo một thời gian dài. Lưu Gia Linh, Tăng Thiên Hoa, từ tình bạn chia ngọt sẻ bùi thành tình địch. Trong số các câu chuyện tình yêu không có lỗi, lỗi tại bản thân, nổi tiếng nhất có lẽ chính là mối quan hệ của Lưu Gia Linh và Tăng Hoa Thiên. Khi còn là những người bạn, cả hai từng coi nhau là tri kỷ. Họ học cùng lớp và trải qua thanh xuân vui buồn bên nhau. Nhưng Tăng Hoa Thiên không ngờ người bạn thân thiết của mình lại chính là người cướp đi bạn trai cô yêu thương nhất. Thời điểm đó, Tăng Hoa Thiên và Lương Triều Vĩ được coi là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ. Nhiều người hy vọng rằng cả hai sẽ có một cái kết đẹp sau này. Nhưng đời không như là mơ, Lương Triều Vĩ và Tăng Hoa Thiên nhiều lần xảy ra cãi vã và cuối cùng chia tay. Được biết, nguyên nhân thật sự của cuộc chia tay này chính là vì Lưu Gia Linh. Sau khi gặp gỡ Lưu Gia Linh, Lương Triều Vĩ siêu lòng và bắt đầu nảy sinh quan hệ với cô. Cũng vì chuyện này mà tình bạn thân thiết của Lưu Gia Linh và Tăng Hoa Thiên rạn nứt. Lưu Gia Linh bị mọi người nói xấu vì cướp người yêu của bản thân, còn Lương Triều Vĩ mang tiếng xấu không chung thủy. Sau này, khi Lương Triều Vĩ và Lưu Gia Linh đã là vợ chồng, mối quan hệ của Lưu Gia Linh và Tăng Hoa Thiên cũng khá hơn trước. Tuy nhiên, họ chỉ là đồng nghiệp bình thường thay vì hảo tỉ muội như trước đây. Vài năm trở lại đây, nhiều lần cặp đôi Lương Lưu bị đồn ly hôn, nhưng người trong cuộc luôn dùng hình ảnh ngọt ngào bên nhau để phủ nhận mọi chuyện. Tạ Đình Phong, Trần Quán Hy thân nhau từ nhỏ, đánh nhau vì Trương Bá Chi. Từ nhỏ, Tạ Đình Phong và Trần Quán Hy đã là đôi bạn rất thân. Cả hai lớn lên bên nhau, học cùng trường, cùng lớp, thậm chí khi lớn lên cùng gia nhập chung một công ty quản lý. Tình bạn của bộ đôi này từng được nhiều tờ báo ca ngợi là huynh đệ. Nhưng sau sự xuất hiện của Trương Bá Chi, mối quan hệ của hai nam tài tử này thay đổi. Thực tế, Trương Bá Chi hiện là vợ cũ của Tạ Đình Phong, nhưng trước đó là bạn gái cũ của Trường Quán Hy. Không nhắc chắc ai cũng nhớ scandal lộ ảnh nóng, clip nóng của Trần Quán Hy trên mạng năm 2008. Điều không ai ngờ chính là sự có mặt của Trương Bá Chi trong số các người tình của tài tử tai tiếng họ Trần. Vì quá tức giận và đau lòng trước sự thật này, Tạ Đình Phong từng xông vào đánh Trần Quán Hy khi anh và Trương Bá Chi bắt gặp tài tử tai tiếng tại một khách sạn. Cũng từ đây, tình bạn gắn bó như huynh đệ của cả hai không còn. Hiện tại dù đã ly hôn với Trương Bá Chi và tái hợp với Vương Phi, nhưng không vì thế mà mối quan hệ của Tạ Đình Phong và Trần Quán Hy được cải thiện. Nhiều người cho rằng mối hận năm xưa vẫn còn nguyên vẹn trong lòng Tạ Đình Phong.